chúng ta sẽ có một chiếc hộp đen, bên trong sẽ có một cái gì đó. Và đội chơi sẽ cử một thành viên để có thể chạm tay vào. Tất nhiên là chúng ta sẽ không nhìn thấy và đoán xem vật mà mọi người vừa chạm tay vào là gì. Đội chiến thắng sẽ là đội đoán được số lần đúng nhiều nhất ạ. Và đội đầu tiên sẽ tham gia lượt chơi này chính là đội của anh Việt Anh. Bây giờ thì anh sẽ cử thành viên nào lên chơi đầu tiên đây ạ? Bây giờ này, với tư cách là đội trưởng, tôi yêu cầu là mọi người cùng win. Ai thua thì người đấy lên. Phe, phe. Được chưa? Okay, nào. Đấy, công bằng. 1, 2, 3. Chúc mừng hai em. 1, 2, 3. Rồi. Mời Đình Tú. Rồi. Từ từ em. Ê! Xin mời đội trưởng về chỗ ạ. Không, tôi là đội trưởng. Tôi đứng đây để tôi động viên tinh thần đội của tôi. Không có gì. Phải nghe anh là không có gì. Ướt đâu, có ướt đâu. Anh tôi nữa. Không có gì đâu. Nó cứ dính dính ý. Ôi, nó cứ xanh xanh. Chả có vấn đề gì cả. Con mũi. Bánh trưng à? Bánh trưng, bánh trưng. Bánh trưng, bánh trưng. Em đoán là bánh trưng ạ. Ông đi ra đây, ông đi ra đây. Mạnh mẽ lên đây. Không có gì đâu. Không có gì cả. Không vướng. Bánh trưng. Bánh trưng. Vâng, xin được kết quả cuối cùng là gì ạ? Bánh trưng. Không, từ từ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn anh ạ. Đội trưởng là người chốt thì đội trưởng sờ vào đi anh. Bánh trưng. Như vậy là trong lượt đấu đầu tiên, đội của anh Việt Anh đã đoán được đó là một chiếc bánh trưng. Xin được chúc mừng đội anh Việt Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt đấu của đội anh Hồng Đăng. Ai sẽ là người lên đây ạ? Chính là đội trưởng. Bây giờ nhầy, bọn em thích thế nào thôi? Đội trưởng, em thích chơi theo kiểu win, mọi người lên cho vui, hay là thích thì anh lên. Tất cả mình cùng lên. Thế là lần lượt cả nhà cùng lên nhá. Anh lên đầu nhá. Ok, tôi lên đầu. Xong ạ. Che, đừng che. Không phải sán tay đâu, không phải sán tay đâu. Thấp thấp xuống. Mạnh mẽ lên. Anh đang ơi, anh tả đi. Anh Năng ơi, đừng bóp như thế, bóp nó chết. Đúng như đây, cử động. Ai rồi ơi. Con này nó rất bình thường. Ấm ạ, à, ấm ạ. À. Uầy. Uầy. Rồi, rồi, nói tiếp theo, tiếp theo. Come on, come on, baby. Come on, baby. Em không sợ à? Ok, em không sợ. Ê, này. Không, không, em nghĩ là sợ. Thôi là phương điểm cuối cùng. Em lên lên đi, em lên lên đi. Ok chưa, ok chưa, ok chưa. Yêu okay. Lắm, yêu okay, yêu okay, lắm okay, okay. Đây là cùng đội hay là khác đội? Lần này thì thân ai đấy lo rồi. Bình thường. Từ từ. Bình thường thế. Bình thường em ơi. Ok. Sân khấu này. Sân khấu này là của em. Sân khấu này là của em. Sân khấu này là của em. Ready. Nó là bằng nhựa mà. Nó bằng nhựa chị ạ. Nó mới ra đời. Mày. Bắt đây, bắt đó. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Xong chưa? Em đã đoán ra chưa? Theo logic học, con này nó nhờn. Nó nhờn nhờn, nó không có lông. Nó phải liên quan đến nước. Tay này chị nó cờ mà nó chị lại bớt vào mặt. Nếu thì chắc chắn là một là nhái, hai là cóc. Một là nhái, hai là cóc, ba là ếch. Bốn là con cháo chuộc. Bốn con đấy như nhau. Không như nhau được, không thể như nhau được, phải đoán đúng tên. Quá khó. Nó chỉ là ếch hoặc cóc thôi. À, đây có người sơi được rồi. Nó anh sơi thấy dân mà. Ờ, thế thì mình đoán, mạnh dạn đoán đi anh. Đằng nào mình chả thắng hai trò rồi. Thật nào cái trò này mình chả thắng. Tôi chốt luôn, nó là con cóc. Con cóc. Bây giờ tôi lại nói này, ếch và cóc đều sần như nhau. Cóc sợ. Tôi chốt nó là con cóc. Con cóc. Ok. Vâng, như vậy là đội trưởng đã chốt đây là con cóc. Anh Việt Anh quay lại cho họ nhìn xem đây là con ếch hay là con cóc ạ? Em nghĩ là quay lại chắc không biết đâu. Được chia buồn với đội của anh, đây là con ếch ạ. Sau
hai phần thi thì hiện nay là tỷ số đang là 1-0. Xin chúc mừng đội của anh Việt Anh ạ. Chúng ta sẽ đến với lượt thứ hai của đội anh Việt Anh, đoán xem trong chiếc hộp này là cái gì. Mình xem là con gì. Sâu tí nữa, xuống sâu tí nữa. Em sợ vào cái đầu, cái đầu. Ôi đừng sợ, thấy nó cắn đấy. To lắm, vừa to vừa dài. To vừa dài. Chơi cùng nhau. Anh nghĩ rằng là em nên bỏ tay ra cho chị em thò vào. Ê, nó còn ngẩng đầu lên. Nào, em rút ra đi. Kéo nó mổ ra bây giờ. Chị Trang sờ ấy như không phải để đoán hay sao? Lươn lươn đuôi rồi, lươn 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 lươn. Để anh mạnh mẽ tự nhiên, đừng để anh giật mình. Nhưng mà đầu nó to. Hai một. Vâng, xin được chúc mừng đội của anh Việt Anh khi mà đã đoán được con vật trong hộp này chính là con lươn. Ok, vâng thưa quý vị, và bây giờ sẽ là lượt thi đấu của đội anh Hồng Đăng ạ. Xin mời anh Việt Anh lên kéo rèm. Có cánh màu đỏ. Đội chơi như nào đây? Đội mình bây giờ như nào? Anh nghĩ rằng là sơn lên. Anh em thì chạy hết rồi. Này, nhưng em sẽ là cái người mang nhiều cảm xúc nhất. Kéo nó bay anh. Làm gì có gì để nói bây giờ anh. Bây giờ anh chỉ hỏi mày có tin anh không? Ơ kìa. Không trả lời gì hết. Đây là anh em, mày có tin anh không? Em có được trả lời thật không ạ? Không. Em có tin anh không? Không, cái gì đấy? Không thấy gì đấy ạ? Nó bám hết ở trên thành, nó bám ở trên thành rồi, anh phải... Nó nhỏ thế ạ? Khu ở các cái thành này, nó bám trên này. Nó lại chạy sang bên này luôn. Nhưng mà thế này hơi khó sở, nó bay hết vào đây, bò hết vào đây. Viên khác đi ạ? Đổi thành viên khác đi ạ? Phạm luật rồi. Chưa. Hey boy. Sở chung được không ạ? Sở chung với cho đỡ sợ. Em rất là yêu thương động vật. Bình tĩnh, bởi vì nó đang chạy sang bên này, bây giờ anh phải vỗ lại. Sang bên kia đi, sang bên kia. Nữa. Họa sĩ chọn rồi. Họa sĩ chọn là... Ok. Mình ngộ ý. Đẹp. Ngoài sờ ra em còn thấy ngửi thấy mùi cơ. Mùi Tết anh ạ. Mùi Tết à? Đúng rồi. Đó là... Mì gì? Được cột dây thun. Nhưng mà trong đấy có bao nhiêu tiền? Có bao nhiêu bao lì xì? Bao nhiêu cái? Vừa rồi chúng tôi có hỏi các anh là có bao nhiêu con lươn không? Xin mời có thể kéo chiếc rèm này ra. Ơi. Vâng, xin mời ạ. Chia luôn cho đội mình thôi. Vâng, như vậy là thứ bí mật trong chiếc hộp vừa rồi chính là 13 bao lì xì nhân ngày đầu năm mới mà chương trình muốn dành tặng cho các nghệ sĩ của chúng ta. Và trong chiếc bao lì xì này cũng sẽ có những lời chúc rất đặc biệt. Bây giờ xin mời các nghệ sĩ chúng ta có thể lần lượt bóc ra và đọc được không ạ? Ở trong phong bao lì xì của em có viết là Covid tránh xa. Ồ, sản xuất như kiểu biết mình nhỉ? Một đút ăn luôn. Một đút. Một đút ăn luôn, xin mời Quỳnh. Em vừa mở ra cái em cảm thấy wow, đây chính là những cái mà em rất mong muốn từ trước đến nay. Đó chính là khán giả yêu thương ạ. Wow, vâng, xin được chúc mừng em. Đạo diễn không mắng. Đạo diễn không mắng. Cũng mong thế. Tập cuối mới hết vai. Em cũng thích thế mà phải giải thêm, em có thể thêm không ạ? Bắt đầu từ tập đầu tiên và tập cuối mới hết vai.
Xin mời ạ. Đoạn giữa là không có đúng không? Tiếp theo ạ. Anti-fan yêu thương. Thế thì lại không phải là anti-fan nữa đúng không? Xin mời anh ạ. Anh Việt Anh chưa bóc. Còn cái nịt. Ăn cơm đoàn phim cả năm. Xin mời Huyền. Cát xê nhân đôi. Điều ai cũng mong muốn luôn. Vui nhất đây này. Em ơi sao không nhân hơn nữa nhở? Của em là bạn diễn ăn ý. Của anh Đăng vừa xong là gì nhỉ? Một đút ăn luôn. Một đút á? Thế anh hợp với em đấy. Sản xuất dễ thượng. Sản xuất gì ạ? Dễ thượng. Dễ thượng. Bạn diễn ăn ý. Em đang không hiểu lắm. Cái này anh cảm giác như là bên tổ sản xuất như là tâm can của anh. Cái này mới là đặc biệt này. Đây mới là đặc biệt này. Vai diễn triệu đô. Wow. Hình như là có mỗi mình em là hầm hiu nhất hay sao ấy. Ý Trúc này là chứng tỏ bảo em là diễn chán đây này. Diễn xuất thăng hạ. Tức là ý bảo là Trúc là diễn chán đúng không ạ? Không. Mỗi ngày phải tốt hơn. Mình hay hơn nữa. Thôi thế được. Xin mời anh Quốc Đam ạ. Hốt nhiều giải thưởng. Vâng thưa quý vị, đó là những lời chúc rất tình cờ, rất ngẫu nhiên thôi chúng tôi đã dành cho các nghệ sĩ. Tất nhiên là các nghệ sĩ của chúng ta còn mong nhiều hơn nữa, thậm chí là tất cả những lời chúc này đều để dành cho họ cả. Và tôi tin là khán giả sẽ luôn dành cho họ một lời chúc, đó là khán giả luôn yêu thương họ.